Ok, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại bản Nòng Khái, xã Triềng Pha nhé các bạn nhé. Đây, ở đằng sau mình là một ngôi nhà của một của đôi vợ chồng, có nghĩa là của ông bà cụ rồi ấy. Ông thì cũng đã 72, 73 tuổi, còn bà thì 70 rồi. Nhưng mà bà vẫn phải đi làm nhé, vẫn phải đi làm để lấy tiền mua gạo, rồi mua các thức ăn khác nữa. Thì hôm nay mình sẽ đi vào đây thăm ông bà nhé các bạn nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhà để xem. Đây là ông nhé các bạn nhé. Đấy. Ông năm nay đã 72 tuổi rồi. Nhưng mà ông cũng bảo là ông cố gắng làm lắm rồi, nhưng mà làm mãi vẫn là hộ nghèo bền vững thôi các bạn ạ. Thì hôm nay mình đi qua đây thì mình cũng đã nhìn thấy hoàn cảnh của ông rất khó khăn, thì mình đã đi vào đây thăm ông. Mình cũng không có gì đâu, bởi vì mình cũng đang khó khăn. Đây, bên này là ấy nhé các bạn nhé. Bên này là nhà tắm này. Đó. Có hai ông bà ở với nhau thôi. Con cái thì cũng đã ở nhà riêng hết rồi. Nhưng mà con cái thì cũng không có điều kiện, cho nên là cũng là hộ nghèo hết. Cái nhà cửa chỉ được như thế này thôi. Ông bà chỉ dựng như thế này thôi. Phải đó, cũng phải cũng khuyên má đó. Đây. Qua thằng bác Khải đấy, bác này xa xí này, bác này xa Bây giờ xí mình thằng sẽ đi bác vào khăn trong nhà nào xem nhé các bạn nhé. Sẽ đi vậy vào trong cũng nhà là xem. thôi rồi cần thấy ngàn tổ thả được nha Đây, sao ông đang đun nước làm gì không biết. đi Đang lại đun nước. Đây là chỗ ở của hai ông bà nhé các bạn nhé. Bà thì đi làm vẫn chưa về. Bà đi làm vẫn chưa về. Đây, tất cả đây. Đó. Đây là chỗ ngủ nha các bạn nhé. Chỗ ngủ của hai ông bà. Đây. Đây là ông nhé. À, ông cho con hỏi ông tên gì nhỉ? À, ông tên gì? Lay Ông Lay à? À, ông ông Lay. Lay đây Ông năm nay bao tuổi rồi? chết ship Sam À, ông không nói tiếng Kinh hơi khó nhé các bạn nhé. Ông bảo là ông năm nay 73 tuổi rồi nhé. Thì thường ngày thì ông làm cái gì nhỉ? Thường ngày ông làm cái gì? Hàng ngày công việc hàng ngày của ông thì ông làm cái gì? việc làm thì chăn bò thôi. À, chăn bò. Ừ, chắc là làm nhân làm áo làm nhân thôi. À, làm nương làm ao. Ừ, Ông chăn bò thôi nhé các bạn thì nhé. chăn Đây. bò thôi, Chăn có nghĩa là chăn bò thuê nhé các bạn nhé. chăn bò Ông thuê thôi, không và bò ở nhà đâu. À, không có tiền mua bò để nuôi thì đi, Nuôi có để nghĩa là đi thuê nhận bò của người ta về. Ví dụ một con người ta định giá ra tầm khoảng là 15 triệu thôi. chẳng hạn, thì ông mang về ông nuôi tầm 2-3 năm gì đấy, nó lên tầm 20 triệu thì cái số tiền mà nó lãi ra thì sẽ chia đôi ra, ông sẽ được 2 triệu rưỡi chẳng hạn nhé. Đấy, Được 5 triệu thì mày chia ra. vào che ra. À, chia nhau mỗi người một nửa Ừ, đấy. mới ngày một nửa. Thế còn bà thì đi đâu rồi ông nhỉ? Bà đi đâu rồi? Bà đi thuê. À, đi đi làm thuê à? Đi Đi làm làm thuê. à, đi hái cà phê thuê ấy gì không? Ừ. À, đi, bà đi hái cà phê nhé. Vì ông nói tiếng Kinh không được ok cho lắm, thì có gì mình sẽ dịch luôn cho các bạn nghe nhé. Nó Thì không biết tiếng Kinh nè, biết tiếng Thái thôi. ông là người dân tộc Thái nhé các bạn nhé. Tôi là dân tộc Thái. Ông năm nay đã 73 tuổi rồi. Đấy. À, cũng biết ít à? Biết ít À, thôi, biết ít thôi. không biết Thế nhiều. nói tiếng Kinh cũng nói được ít thôi phải không ông? Nghe ông có nghe được không? Ông có nghe được không? Tính nghe được, À, nghe được à? nghe được đấy, Nghe thì vẫn nghe được thì phải nó không? biết không biết nói. À, có nghĩa mình nói nó ấp ấp a ủng quá gì? Ừ, Đấy. Nói có nghĩa là nghe thì ông vẫn nghe vẫn được nhé. nghe hết. Ông vẫn nghe được nhé các bạn nhé. Thì ông chỉ là nói không được sõi cho lắm thôi. Ừ. Thì thế sao ông lại không làm cái nhà to mà lại làm cái nhà nhỏ thế hả ông? Làm cái nhà nhỏ thôi, nhà to không là không biết làm rồi, nó già rồi. À, nó già rồi. Thế các con đâu rồi ông? Các con đâu hết rồi? Các Các con con thì sao sao không ở với các con, hoặc là không cho các con nuôi? con không nuôi đâu, À, con không nuôi. con nói bò rồi. Con ở nhà riêng hết rồi ông? Ở nhà riêng hết. Con ở nhà riêng hết rồi nhé các bạn nhé. Thì con cái thì cũng điều kiện thì cũng không có, cho nên là
Mọi người ở trên này ấy, thì công ty thì không có, làm thì cũng chật vật cả ngày đấy, nhưng mà ngày công nó thì rất là rẻ nha các bạn nhé. Đi làm một ngày chỉ được 5-6-70 nghìn thôi, thì về thì mua, bây giờ các bạn cũng biết rồi đấy, gạo thì cũng 10 mấy 20 nghìn một cân, 10 mấy 20 nghìn một cân, đấy là gạo nếp nhé các bạn nhé. Thì bây giờ nó cũng rất là khó khăn mua được gạo về ăn này, mua thức ăn về ăn nữa, xong rồi chi phí các kiểu nữa, thì cũng ông cũng không thể xoay sở được để mà làm được cái nhà đàng hoàng. Ông chỉ làm được như thế này thôi, ông bảo ông già rồi ông cũng không quan trọng nữa, thì ông chỉ làm được như thế này để ông ở thôi nha các bạn nhé. Còn con cái thì cũng ở nhà riêng hết rồi đấy, chỉ có hai ông bà thôi. Công việc hàng ngày của ông là đi chăn bò, đi lấy cỏ về cho bò phải không ông? Lấy cỏ cho bò ăn thôi. Lấy cỏ cho bò. Thế bình thường ông có hay đi làm nương làm niếc gì Không làm rồi, không? Thế 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 bà này thì sao? Bà thì sao? bà thì không làm rồi, Bà cũng không làm à? thì thế thôi, Đi làm thuê thôi cứ à? làm thế thôi, À, bà cũng chỉ đi làm thuê thôi nhé các bạn nhé. bán củi bán giác thôi, Đấy. lấy tiền là được, tiền là thì mua thóc ăn. Đấy, mua thóc ăn. Các bạn nhé, thì đấy, những gì ông cuộc sống của ông hàng ngày thì ông cũng đã nói hết rồi. Thì đây là một cái chuồng này, ông làm một cái chuồng bò đấy. Thì đây là cái chuồng bò nhé. Đấy, con bò thì cũng bỏ ra đây rồi. Bò này là ông ấy nuôi thuê nhé các bạn nhé. Nhận của người ta về để nuôi. Đấy, có một con bò ở đây. Thì ông cũng không biết làm thế nào nữa. Tại vì công việc ở trên rừng núi thì các bạn cũng biết rồi đấy. Làm cái gì nó cũng không ra được tiền mà. Ngay cả bản thân mình cũng thế thôi. Mình cũng vậy à. Chật vật mãi cả ngày cũng được mấy đồng thì cũng mua cơm mua gạo ăn hết rồi. Đấy, cho nên là rất là vất vả. Không phải là mọi người không làm, không phải là ông lười hay là ông không chịu khó làm đâu. Nhưng mà làm nó cũng chắc là cũng do số phận. Đấy, làm mãi nó cũng chỉ thế thôi. Không thể lên được. Đấy, rất là khổ nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ đi sang bên này cho các bạn xem nhà. Đây là xe của ai rồi không? Xe vừa ăn nó đấy, xe men dẫn đấy, À, xe của con à? mắn hỏng nó bao xỉn bay đấy. À, xe hỏng đây các bạn ạ. Xe này hỏng rồi, ông bảo xe hỏng rồi. Đây bên đằng này thì chỉ lập bằng cái này là cây nứa. À, xong về đan, xong rồi làm cái ấy để che thôi. Tại vì cái này vào cái mùa đông ấy, như đợt vừa rồi lạnh ấy các bạn ạ. Cái này lạnh kinh khủng lắm, ngủ đêm không 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 thể nào mà ngủ được luôn. Đêm khó ngủ lắm. Đấy. Cái này đằng sau nhé các bạn nhé. Đấy. Vất vả lắm. Cái này là ông là thuộc vào cái hộ nghèo bền vững rồi nhé các bạn nhé. Thì mình thì cũng không có gì để hỗ trợ cho ông. Mình chỉ đi đây đi vào đây để thăm ông thôi. Với cả hỏi xem sức khỏe của ông. Đây, mình sẽ đi vào trong nhà một lần nữa cho các bạn xem nhé. Thế giờ ông đang đun nước để làm gì ông? Hả? Tắm. À, đun để tắm à? Đun để tắm. Con cứ tưởng ông đun nước để nấu cơm, nấu kiếp cái gì đấy. Không. Đây, ông chỉ sưởi ấm. Nhưng mà mùa đông sao ông không mặc áo rồi? Cái này không lạnh à? Đang đi tắm mà. À, chuẩn bị Tắm tắm thôi. xong phải đúng sửa cứ. À, ông bảo tắm xong thì ông mới mặc quần áo nhé. Không, ông cứ nói tiếng Thái cũng được, xong rồi con dịch cho mọi người nghe cũng được ông ạ. Tại vì ông nói tiếng Kinh không được chuẩn cho lắm nhé các bạn nhé. Đây bên trong nhà đây. Nhà này chắc tầm được mấy mét vuông nhỉ. Bên trên này. Kia chỗ ngủ nhé, chỗ ngủ của hai ông bà. Bà đi làm vẫn chưa về, làm tận tối. Chật vật như vậy nhưng mà vẫn không xoay sở được cuộc sống các bạn. Hôm nay thì mình cũng đi hơi vội rồi vì mình đi ngang qua đây thôi. Thì mình cũng không có gì không mua quà được cho ông nhé các bạn nhé. Lần sau mình quay lại đây thì mình sẽ mua quà về cho ông. Thì lần sau mình sẽ làm một cái video về thăm ông nữa, xong mua quà về cho ông nhé các bạn nhé. Đây nhé các bạn nhé, ông thì ở nhà một mình thôi, đang chờ bà về.
Thì bây giờ mình cũng sẽ kết thúc video ở đây đây các bạn ạ. Bởi vì trời nó cũng không được, nó chiều tối rồi. Mình vừa đi lên trên kia về thì nó cũng hơi muộn. Bây giờ mình ghé vào đây chơi thôi, vào đây chơi mấy ông bà thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi về đây. Đấy, mình sẽ kết thúc video ở đây nhé các bạn nhé. Đấy. Bạn nào muốn lên đây thăm ông này với cả biết được, muốn biết được hoàn cảnh gia đình của ông ấy thì liên hệ với mình nhé. Mình sẽ đưa các bạn vào đây để thăm ông. Ông năm nay 73 tuổi rồi. Rồi, bây giờ sau khi trò chuyện với ông thì mình sẽ đi về đây. Mình sẽ phải xin phép ông để đi về đây, tại vì trời nó cũng đã tối rồi nhé các bạn nhé. Đấy, hoàn cảnh gia đình thì chắc các bạn cũng nhìn thấy rồi. Đây, mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem nhé. Ở đây toàn là rừng, núi thôi à. Nhưng mà ở đây nó cũng là bản nhé. Đây. Tất cả ở trong này đây, cận cảnh đây. Mình sẽ cho các bạn xem. Đất thì cũng rộng lắm, nhưng mà trồng ngô, ngày xưa thì còn trồng ngô, trồng khoai được. Nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi các bạn ạ. Trồng nó cũng không được ăn nữa rồi. Đấy, toàn cảnh nhé. Toàn cảnh ngôi nhà của ông nhé. Bình thường người Thái người ta phải làm nhà sàn đấy. Nhưng mà ông là ông không có điều kiện cho nên ông không làm được. Không có điều kiện để làm nhà sàn nhé các bạn nhé. Ông cũng muốn làm nữa. Cũng không muốn như thế này đâu. Nhưng mà ông cũng không, bảo là không biết là do cái gì. Mà ông cố gắng lắm rồi. Nhưng mà vẫn cứ vậy thôi. Mình thì cũng không giúp đi được cho ông. Bởi vì mình cũng là bệnh nhân đấy các bạn ạ. Mình cũng là bệnh nhân. Mình vừa mới đi mổ lưng về. Cho nên bây giờ mình chỉ đi làm phim với cả đi thăm những chỗ nào mới cả đưa các bạn đi khám phá xem vùng quê nó khó khăn đến cỡ nào. Đấy. Tuy có làm nhưng mà nó không đủ ăn nhé các bạn nhé. Vì các bạn ở dưới thành phố thì sẽ bảo là sao không đi làm này làm kia. Nhưng mà đi làm thì nó xa lắm. Ở tận trên này mà đi xuống tận thành phố làm thì nó phải mấy trăm cây, 300-400 cây. Mà đi thì lại không có ai ở nhà làm nương làm dãy xong rồi các kiểu nữa. Nói chung là nó cũng nhiều thứ lằng nhằng, mới cả già rồi thì bây giờ thì cũng không đi đâu được nữa nhé các bạn nhé. Còn là đứa con trai của ông thì có một đứa con hình như là cũng đang bị bệnh hay sao ấy. Hôm nào mình sẽ đưa các bạn đi vào xem. Đang bị bệnh còn mỗi một tháng hay là mỗi một năm gì đấy phải mất mười mấy 20 triệu để đi viện hay sao ấy. Mình không rõ lắm bởi vì lúc nãy mình cũng có gặp ở dưới kia rồi, mình cũng đã hỏi rồi nhé. Đấy. Đây tất cả nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn nhớ chia sẻ video này để ủng hộ, để được đến những người có tấm lòng hảo tâm để được để cho được ông được giúp đỡ nhé các bạn nhé. Bởi vì mùa đông rét mướt thế này mà ông trần truồng thế mà còn không mặc áo mặc yếc gì, mình cũng thấy thương ông ấy. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Lần sau mình sẽ làm một cái clip nữa thì mình sẽ vào thăm ông, mua quà cáp vào thăm ông. Lần này mình cũng hơi bất cẩn tí bởi vì mình đi qua đây thì mình nhìn thấy thì mình cũng đã xuống hỏi ông rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ chia sẻ video này cho những để đến được những người có tấm lòng hảo tâm nhé các bạn nhé.